Đây là khu vực xử lý thực bì của người dân xã Linh Trường, huyện Gio Linh. Tuy nhiên, với thời tiết nắng nóng và gió phơn thổi mạnh như hiện nay, sẽ rất khó mà kiểm soát được cháy rừng. Để nâng cao nhận thức của người dân, các ngành chức năng ở Quảng Trị đã nỗ lực tuyên truyền đến tận từng thôn bản, từng bước làm cho người dân hiểu rõ hơn trong phòng cháy chữa cháy rừng. Trong mùa này thì thường thường gia đình chúng tôi là đốt và trồng. Được sự tuyên truyền của kiểm lâm về tổ bảo vệ rừng nên gia đình tôi đã sửa đổi không đốt nữa và chỉ có là thuê máy múc hồ hoặc là sới để trồng. Một vấn đề khó khăn trong phòng cháy chữa cháy rừng hiện nay là tại các ban quản lý rừng phòng hộ, lực lượng mỏng, mỗi người quản lý từ 1.200 đến 1.600 hecta rừng, nên cần tăng cường nhiều biện pháp phối hợp trong phòng chống cháy rừng. Ban quản lý chỉ đạo lực lượng bảo vệ rừng tổ chức lịch kiểm tra từ 3 lên trên một tuần, lên 5 lên một tuần. Đơn vị cũng đã bố trí nguồn kinh phí để mà tăng cấp các phương tiện phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy. Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp chủ trì cùng với các huyện mời các hộ dân đến tận thôn bản để tuyên truyền là nghiêm cấm cái việc đốt rừng làm nương rẫy, cũng như có cái ký cam kết với chính quyền đưa kiểm lâm địa bàn về tận cơ sở và các lực lượng trực 24/24. Đang ở vào mùa nắng nóng, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ dẫn đến cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chính vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức trong phòng chống cháy rừng. Để phát triển rừng bền vững và tạo cân bằng hệ sinh thái trên những cánh rừng đang được khoanh vùng, bảo vệ,